mà xã Am Nam giáp Hường Trà, Hoàng Thị Kim Liên, bắn La Cầu, xa được gốc Khoảnh La Sơn, lấy hên nằm Xuân Pha Tượng, Hường Dù, có bố trí khoa học, có đi ta. Nằm bà Xuân Hạp Bục, mi diện tích hơn 1.000 m², kiếng bạch lé 100 lằm, bàn khùn, quần nắn có diện tích ní, xã Hường Trà Liền, nằm lai co, giòn bà có chè, có vái, có táo, bữa bà buôn màng ở chèn dê bờ sông. Lê tròn bên một cuông há Xuân Pha bán cuồng mở lấy diêm lầm bé ba lấy hết mô hình mì bà giọng có chẳng gần nửa hoa sắc hườn cha lấy quy hoạch lấy Xuân Pha chăm làm khuẩn khoa học hết Xuân Pha nhá kiến bạch mưa hết khuẩn có thực năng quy định đặt tía thực thời điểm và chính là giọng nắn có cuông bà niên vũ vừa qua sắc hườn cha lấy thu mưa chia sẻ chụp kịp từ Xuân Pha bục mì bà việc chăm làm thực quy trình Xuân Pha nằm diêm lầm kể nội bục bên ý nuổi thập đều mưa chẹp ban son mưa bà chờ bà lên nội bục thuộc bà chương trình Xuân Pha Diêm Lâm cân xứ gần lạch mà 8 tí thu xứ mi mức giá hợp lý bà cúa bà chăm lâm Xuân Tượng Trà Liên bóm năm xã Hường xóm xém quả nằm cả loài hoa có cánh bay ba táo mua trường bạch kiến đi thân thiến bà cúa bà tì mửa bà hết quốc mẹ quá ngần chèn bánh bóng Hường dù đi Xuân Pha đi cha co nhằng thách chiến ở kinh nghiệm năm hoặc cả hội viên ẩn choái năm choái sẽ có hái khó khao ôn đính nhẹm chi nhẹm hành cuồng bà sáu hườn cha biết cần ế gần trà lấy diêm lâm luôn bỏ khảo giòn hơi lục lan chấp hành thục nam chủ trương tăng lối kế đáng chính sạch pháp luật kỳ hần lượng nhẹm chi nhẹm hành mì bạn nhằm mì học bành năm căn cha co lấy khăm bán các cuồng học bành mưa ba khi chóng giòn nhiệt tình tích cực tham gia cả dòng hệt kẻ hối phong trào kẻ bán cuồng trước hết là cũng quy hoạch lại cái nhà vườn của mình và sửa sang toàn bộ quần nắn là quy hoạch tái hưởng Xuân Pha kèm mình bênh bóng lại chân hò quần biển hương xuân cò dòng hệt từ ấy chăm lầm tắt mưa năm giòn nhá thực theo quy trình kỹ thuật vô giới múa mà chăm làm xuân nuổi kẻ mình đảm bảo thực tiêu chuẩn rồi là vun sới và chăm cho cái vườn quả của mình là đảm bảo đúng tiêu chuẩn hối cần sung túi Khoảnh La Sơn hiến mía hơn dịp học bàn hội viên sinh hoạt dù sau ngoài chờ dịp cơ sở hối hàng pi hối cần sung túi cả cấp công Khoảnh hết năm cả cơ quan ban ngành đoàn thể Khoảnh cả xa thị trấn hết ọ cả nội dung cái phong trào phong cảnh do trung tự ung hối kẻ thành hoa Khoảnh hiệp a ọ giòn duy tiêu việc học tập hoài theo đức tướng đạo đức phong cách phù hồ hiệp hạ ọ vai trò càng sung túi cùng phong phóng bán phòng mở đô thị văn minh phong cảnh công mẹ có hiệp khoảng người dù cấp phần giảm hại hương pi qua hết thăng hết mỹ chính đáng quả quả cọ phong trào không cành hối cả giúp đối kẻ Khoảnh hết cười hết xoài công tác tập hợp bóng hết hội viên không cành mẹ quá hiện có ghi dù xã hối bênh bóng nệm trên nệm hành văn hóa đi cả dân dù tham gia là cấp dự an ninh khí khí trật tứ an toàn xã hối luôn bà có chồng tham gia cả phong trào giòn như bà khuyến học khuyến tài tham gia bênh bóng bảo vệ đâm đáng chính quyền tố hòa giải dù cơ sở phong trào bên giòn hay nấy kẻ cần dùng đuối chủ yếu là hiệp kha lên vai trò cả dùng đuối bên bóng làm hối nhang ba muốn mở là vận động hội viên tham gia cả phong trào hối bên giòn và phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chính ba dòng thứ nấy có táo đà hớt cả ứa các hối và giòn dụng mưa trôn muôn đây bà tỉnh cơ sở có tạo điều kiến hớt cả dùng đuối hành trôn muôn hành khắn hành học bành quay hớt sát gần qua xã hối nhóm bà ban để diễn hối cả rút đuối Khoảnh La Sơn nhóm bà xếp làm trăm làm hòa giọng hệt mưa bà giọng hên lấy giọng phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ní cơ là nằm giọng hệt vô cùng quan trọng bà thể xíu còn là hệt mục tiêu trăm làm mẹ quán của hiệp ca vai trò cả rút đuối cuồng bà nằm biết léo nằm bà lấy giọng trăm làm tạo điều kiện kể cả cấp ủy chính quyền bán khuồng phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cần sung túi Khoảnh La Sơn hết ỏ cò trổ muồn bên sân ính mửa bổ ích tập hợp lấy dòng lai cần hội viên cờ sung túi tham gia góp phần bênh bóng nệm trên nệm ảnh văn hóa đi cờ dân dù duy tiểu phong trào khoang cảnh đối sung cương hùng mà hiện ní mỗi tổ hối chi hối đều hết thành lập các nhóm câu lạc bộ dòng hệt mửa văn hóa văn nghệ thể dục thể thao quan hắn buôn mà dòng lợi ích thiết thực khớ cờ xuống đuối, sức khắn cờ xuống đuối giỏi hơn do bà rèn luyến, hoa nhúc nhò bạn ngầm, dòng hạ chầm nằm. Mì bà ngầm cờ xuống đuối tăng khấn, dòng ba tình nhàng ngái,
kẻ năm lực hậu vấn cờ xôn túi lấy pin đổi. Hôm nắn cờ xôn túi lấy dòng ba, hoa kháo dòng nằm dòng điều nhọc, nằm môn thể thao hớ cần cho lua túi, cho hãy cờ xôn túi trồm muôn khắn kháng hơn. Thì trong những năm vừa qua ấy, là được sự quan tâm quang bà nằm pi vừa qua con lấy diễm làm chỉ đáo lãnh đạo kẻ cấp ủy đảng lãnh đạo kẻ bắt cuồng và đặc biệt là đội ngũ cán bộ cùng về công tác mưa hối các cơ sở lại nhiệt tình bày bà triển bà vận động cán bộ hội viên cờ xuống túi tích cực tham gia phong trào. Có từ nắn lễ hội viên cờ xuống túi bom hưởng ứng tham gia bao hôm mà hoạt lý một hoài văn hóa các sở hối đều lấy câu lạc bộ làm di truyền câu lạc bộ văn hóa câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể thao, câu lạc bộ bay tin, dưỡng sinh, cả phong trào của bà lấy bách kháo dòng lực, kháo thách cần suốt đuối bóm hệt qua tham gia. Bên bà một năm hội viên tham gia câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ cần suốt đuối, phố Trường Chào, thị trấn Mộc Bán, Khoảnh La Sơn, từ năm mứ thứ ỷ hành thành lập, tay cho nói, cha như bên một cần hạc bảy năm văn hóa văn nghệ mi ba sọc mạc năm sọc khoảng đi văn hóa cây cần phú ngoái cha là một quân nằm cần mi lai sọc đóng góp công việc bênh bóng câu lạc bộ văn hóa văn nghệ kẻ hội cờ sông túi phố triển trào cờ giọng bà cặp phố viết ẩn chờ bà tham gia câu lạc bộ nọc việc bà nhiệt tình hóa bên bà cần chính cuồng phong trào văn hóa văn nghệ cha nhàng tham gia lai sọc hết mưa bỗi ẩn hớt cờ xuân túi nên cha luôn có chụp muôn mưa có mặc cha lắm chân ý cả hơn nửa hào còn mỹ chủ trương hớt cả cẩn háo cả cha tham gia văn hóa văn nghệ thể dục thể thao bé chụp muôn lanh mánh hớt cẩn tháo nằm bà bợ xét nằm nười kháo nằm giảm buổi khăm nằm bay tập văn nghệ còn thoải mái hơn chụp muôn hơn mà bà thể dục thể thao rèn luyện hớt cả bù và già cần tuyết sung sức yếu bố mà tập luyện bé khăn kháng hơn chờ ba hội viên kháo hối lê xoài điều lễ khoe khóa luật kể cần xuân tuổi bê bao động viên kẻ lục lan mà bà dụ cặc bù già ái ế mưa choái năm bù già ái ế cuông nằm chờ khô khào từ nắn các ứa cũng yên tâm mở tham gia các dòng hệt kẻ hối có dòng ba cả chi hối địa ọ bên dòng ba văn nghế môn mà lơ các hoạt động thể dục thể thao mưa hơn xây lấy các lục lan bom ủng hố mướn nên các ứa có yên tâm xác hườn của hạc bành năm căn nọc bà động viên cả suốt túi mưa sức hắn tham gia mẹ quán hiệp con kia dù bắt đầu diễn hồi cả dùng túi Khoảnh La Sơn nhằm vào chút chóng diễn làm hoạt phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể sao tư nắn cho hai cả dùng túi hành muôn hành khắn hành mỹ ích năm mừng kế dân xác hối khóa xác hườn.